Mình nó vô nó nghe nói sư ông là có pháp trị duy lý thất ý, và con qua lần nào cũng thấy nó ngồi thiền và nó quăng mắt kiến đó. Nó tưởng là nó quăng mắt kiến, nó bắt chước cô Nguyên Thanh, nó nói là không đeo kiến gì từ đâm hết. Con mới nói em làm như vậy là sai, tại vì người ta sư ông nó nói là chữa bệnh bằng mắt đó là giữ độ, chứ không phải là em quăng cái mắt kiến mà cái mắt em nó hết bệnh. Mà bây giờ chị nó quăng cái mắt kiến cho nên nó căng quá, sư ông nó phải dùng thần kinh để nó nhìn, nó nhíu mà nó được. Cho nên rồi thêm gì đó mấy ngày nó ăn không được, rồi nếu như nó ăn có bốn cô không sao, nó ngã nó chỉ cái đục rồi nó có các cái này luôn, rồi nó nhận đang phục hồi lại. Hôm qua con ra con nguyện như cái tượng Phật mà khi ông có bơm đạn á, con nguyện con nói đừng có cho em nó căng, tại con thấy nó nguy quá. Cái con vô cái cho ông nó cười với con, xong lên lớp nó cười với con, nó nói em khỏe rồi chuẩn. Con nói chị nghe xong cái từ em khỏe rồi thì giống như ở trên mây vậy đó. Chị mừng lắm, em có biết không, thôi con cố gắng đi, em được đó. Em bệnh là em là khỏi mẹ đó, em thì đi thôi. Cái nó nghe bây giờ em nói em là sai rồi, nhưng mà từ tu á, cái sai được sửa. Em có lỗi em được khỏi mẹ, em sửa là hết rồi. Thì nó nói vậy em biết. Rồi con mới khi nó hôm qua sáng hay cho ông nó đọc cư, con về con nói chấm dứt cái cuộc tập của ánh sáng quá. Con đi đi ra của xin lỗi con hoài rồi. Cũng nó phá là đầu tư con nói ngon, hôm nay mới phá mà nếu hôm nay nói là phá là con. Thành ra con cũng không biết giờ con sửa. Nó còn hai, chắc có lẽ là hai tuần nữa mấy con mới làm hết mấy cái bài này chứ còn. Vậy con mà có nhiều người chưa. Con nói cho ông nhiều quá mà sư ông, bây giờ con muốn hỏi cho ông thế nào là tu tâm từ thực sự đó sư ông. Tại vì ở cái khu ngoại á, hình như có một con, sư cô. Rồi á, con không biết mà con không nghĩ gì hết, nhưng mà đại hạnh có chuyện cũng chạy qua con. Thật tế này chị Diệu Hiền chỉ biết một cái câu lúc mà sư ông kia đọc thư chỉ biết sư con câu con gái chỉ nói sư thầy không dạy gì hết mà thầy kêu tu chị không biết tu sao. Xong cái con mới biết câu chưa thầy. Chưa thấy con mới nói là thầy đã dạy hết rồi thông qua bài đọc của sư cô Nguyên Thanh, cái chị nói không biết chút nào hết. Thành ra giờ con cũng biết sao, ví dụ như hồi nãy tài hạnh qua hỏi con cái câu mà nãy tài hạnh hỏi sư ông á là cái gì mà cái gì mà ức chế đó. Cái xong cái con cũng đang ăn cơm, con mới nói chứ thôi bây giờ lát nữa con có hẹn với sư ông á, thì bây giờ tại hạnh nên hỏi đi, bây giờ phương bất lực rồi nó giải quyết được gì nữa rồi. Con thấy ở ngoài kia nè, má con nè, Diệu Hiền nè, cô Tạm á, thì rồi có chuyện gì thì nói chung mọi người cũng nhìn vô cái đầu trọc của con rồi biết con, nói con muốn để tóc lại quá. Tại vì cô thầy hiểu không, con cũng biết xử ra, nhưng mà hình như là mọi người thấy á, giống như tại hạnh nó mỗi lần mà dạy con hỏi xong rồi về tu thấy có năng lượng, về thấy sức tới mà con cũng biết, con cũng với nó là cũng là cái duyên của con. Giờ con không biết là thế nào là tu tâm từ thiệt sự. Thật ra là mình không muốn cho người ta tới để mình yên, mình tu là mình từ với mình hay là mình từ với mọi người là tâm từ không? Mình tỉnh thức trên mọi mặt, trên mọi cái sự việc, ai hỏi gì mình cũng biết, mình hiểu cái này cần nói hoặc là không cần nói, đó là tâm từ. Cần nói tức là không làm khổ mình khổ người, mà cần không nói tức là cũng không làm khổ mình khổ người, đó là tâm từ. Cái hành động đó là tâm từ, nghĩa là không làm cho mình. Nhưng mà bây giờ con không độc cư thì làm sao mà con giải thoát được chứ? Bởi vì không độc cư thì lẽ đương nhiên là không giải thoát rồi, bởi vì tâm nó không giải. Nhưng mà con muốn giải thoát chứ. À, muốn giải thoát thì tức là nó đồng bộ trong một cái lớp tu. Ai cũng phải lo bổn phận độc cư, mà cứ mình độc cư mà chẳng qua hỏi lại thì không được. Nên vì vậy mà trước khi mà vào cái giữ được cái hành độc cư thì được sự kiểm tra của thầy hẳn hoài đàng hoàng ôn pháp được chắc chắn thì mới để cho cái người tu trong cái lớp chánh tư duy. Còn nếu mà thầy kiểm tra nó không có được thì tức là họ sẽ mai mốt họ không biết pháp, họ tu hơi rồi họ chạy hỏi người này người kia, như vậy là tự phá hành độc cư rồi, do đó họ không được ở trong cái lớp này học. Chứ không phải dễ thầy nói, tại bây giờ là thầy những người mà quá kém là thầy không có ghi họ cho vào cái lớp, nhưng mà điều kiện là thầy cũng từ ghi cho họ vào, nhưng mà cuối cùng mà thấy họ nắm pháp không được á thì buộc lòng họ phải trở về dưới lớp chánh kiến để trình hợp lại nữa. Đúng rồi, thưa ông, con cô Tập cũng nói vô có 15 ngày nó không có nắm pháp mà nó ôm nó thật thà, nó ôm rồi nó quăng cái kiến này là cái thứ nhất là con thấy sai rồi. Cái thứ hai nữa là nó câm luôn, nó nói chuyện với cả mẹ, nó nói ngay cả chị đây là chị hiểu rồi, nhưng mà chị cũng phải giúp mẹ chị. Em nói chuyện là em giúp mẹ đó, bây giờ mẹ cũng có cái lòng từ,
mẹ thấy em không nói là mẹ còn lo vơ vào, em làm mẹ lo lắng thêm, em làm cho mẹ có ác pháp đó. Rồi con đó là tất cả đó là cái lòng từ không đó. Những cái hành động suốt ngày mà làm hở một chút người ta buồn, đó là mình thiếu lòng từ. Dạ. Cho nên nó mình cái đó là cái đó. Con nghĩ là do là em nó vô trễ đó, chứ ông rồi nó quýnh quá, nó sợ nó theo chuyện mọi người là một cái. Thứ hai là nó chưa có nắm lý thuyết, chứ ông, cho nên mấy lời con đưa băng cho nó, đưa giữ cho nó, nói em tỉnh rồi, bây giờ em đừng dùng con mắt nữa, thì chỉ nghe bằng lỗ tai thôi, nghe hết lý thuyết cho nó nhỉ. Thì lúc đó em muốn chăm thì em chăm, còn bây giờ em chưa nắm những gì đâu mà em chăm cái gì. Em chăm là em muốn xá chỗ nào để ức chế tâm nữa, thì nó nghe nó hiểu. Nhưng mà thấy con nó mạnh quá, cô tạm nó thôi, con nó nhẹ nhẹ thôi, nó mới tỉnh, không cho con nó mạnh. Thành ra con cũng không biết, nhưng mà bây giờ con thấy là rõ ràng là do thiếu á, do vô trễ đó, thiếu cái nền tảng này từ đầu về nhân quả là không có rồi. Em nó hiểu sai về nhân quả nhiều lắm, về chánh kiến không có là không làm ăn gì được hết, nhân quả nó cũng chưa hiểu, nó chỉ hiểu mơ mơ màng màng đại khái thôi, nó không hiểu, nó giống như tụi con lúc khởi ban đầu vậy đó. Thành ra nó không có nắm được cái nào là nhân quả. Nó bây giờ thôi, bây giờ thầy nói như thế này để lần lượt thầy sắp xếp lớp rồi coi người nào học được, người nào không học được, người nào tu được, người nào không tu được, con có sắp xếp lớp mà con chứ đâu phải. Còn con giờ làm sao phải không? Thì con bây giờ là còn bao nhiêu thứ việc để con phải lo làm cho xong cái nhiệm vụ của con đi, chứ bây giờ không có nói độc cư gì trong lúc này được đâu. Dạ. Còn cái khả năng của con mà viết lách qua cái những cái bài của con thì con có thể vào lớp chính tư duy được rồi. Nhưng mà con không muốn vào chứ con chưa nạp hết tất cả các bài cho sư ông. Thì bắt đầu bây giờ nó phải lo làm cho nó xong. Con sư ông là bây giờ con lo cái má, xong rồi kết hợp với con sẽ làm bài cho nó hết. Cho hết tới tâm sẽ con nạp rồi xong con mới lên. Dù cho sư ông có cho lên con cũng lên đâu, tại con biết là phải xong hết. Mới xong nha, chứ mà lên thì coi như là thầy cũng gạn lọc, thầy cũng bỏ lại à. Không có chạy gì đâu. Thứ nhất là giờ con lo cái má, do cái má của Úc xong rồi sau đó con nạp bài hết cho ông rồi con lên đó. Chỉ có hai cái đó nữa là con cũng sợ cho ông kỹ để con làm. Chứ con sợ con làm mọi người nói con khá là những mục sư gì nữa. Thì nói chung là theo cái bài của Yên Thanh á, là cho mấy con nghe được cái sườn của nó đi như vậy đó, nó mới đúng. Nó thay vì nó viết gì nó rất đỡ thì rất nhiều là vì mấy con được nghe. Nghe cách thức từ cái xã thấp cho đến cái xã cao, mà qua cái sự tư duy quán xét để mà xã, nó là cái pháp xã mà. Do như vậy đó thì mấy con dựa theo đó thì mấy con có một cái đại khái ở trong cái đầu của mình để mà viết cái bài kinh xã. Con nợ chứ không còn gì lắm, tại vì vấn đề liên tục chuyện. Thật ra là tại vì chuyện con về là chuyện con bệnh nó ra, sao con muốn nợ chuyện con. Thì con nợ thì đó, giờ chuyện con là bắt đầu có cái chút hiểu biết chứ ổng nào chúa đó chứ không. Mà giờ ổng có hiểu biết rồi đó. À, bắt đầu bây giờ ông về đó mà ông tập nó dạ, về ba hôm đó. Thì ông thấy cái ho của ông nó hết nó giảm đi, nó không còn khổ nữa đó. Mà ổng là ung thư phổi đó, cho ông nặng lắm đó. Điều. Mà bác sĩ nói là bỏ chạy rồi, cho nên ông mới về đây được cuối á, coi như là chỉ là về xong là qua là chết á, thì bảo vậy. Nhưng mà con hy vọng là gặp được sư ông là coi như hết, cho nên con ráng mà cuối cùng con phải dừng bài con lại để con lo con cứu trong nhà con chứ, con cứu gì đó thì cũng nói là tâm từ tâm bi con cứu ổng xong rồi thì con phải lo chứ. Còn cái mà sư ông nữa độc cư là con với mẹ con làm sao, sư ông con muốn hỏi chị à, tới chừng đó thì mẹ đi đường mẹ mà con đi đường con chứ không ai nói chuyện ai chỉ. Nhưng mà có ở gần nhau hay không? Ở gần nhau như thường, nhưng mà dạ, coi như là độc cư độc bộ độc hành chuẩn bị luôn đó. Thì Nguyên Thanh nó có nhắc ở trong cái phần đó đó con. Dạ. Cái phần mà chỗ tâm xã đó, khi bước vào tu nó nhắc cái phần mà khi mà bước vào tu cái lớp mà chánh tư duy đó. Cái phần nó có nói thì lúc bây giờ đó thì coi như là độc cư độc bộ độc hành một mình đi rồi. Bây giờ con cũng chỉ mong cho mọi người độc cư trước đi, để đến chừng con độc cư con ngừng hỏi có nói ai hết. Thì lúc đó bây giờ nó mẹ con lo mẹ con đi nè, ba con lo ba con đi, để cho ai cũng đi tới chứ còn. Không, ba con thì con không có nói chuyện. Nhưng mà mẹ con thì con nói lại không, ba con nói gì nói với mẹ, mẹ lại nói với con nữa. Trời, giờ con không biết nhà con thì tu có ba người nó vướng vít vậy đó, thành ra con. Vậy chứ cái nói bữa thầy nói con, cái nói là cái phước lớn lắm. Cả ba mẹ con đều tu, điều đó là điều quý nhất. Ba con biết sao lắm là sáng á, chứ ông hỏi ai mà sống chết gì đó, ba con giơ tay nhanh nhất.
Ba con dơ lệ nhất mà ba con quyết tâm, quyết tâm đó con. Mà con thấy cũng mừng. Bây giờ vì con mà dưỡng con đạo Chúa mà giờ cũng theo hết rồi. Đó là cái duyên đó. Con cũng mừng lắm. Thưa ông, 12 này vì con về á, thì con cũng xin nói, cái nãy con nói với ông Tiến là con trình sư ông luôn á, là con sẽ xách cái bộ sách thờ đi ra khu trường. Nếu mà gì con đem lọt, cho tiền mà đem lọt á, thì đem lọt thì con lại xách về trả lại. Cũng được con à. Con sẽ xách họ những cái sách gì ở bên đó người ta yêu cầu, tại vì có dịp này nó quý về các sư sách của sư ông luôn. Sách gì đó đều về cái Phật mới là chứng sinh nó thôi. Rồi, chỉ giờ con nếu vậy thì trong tháng 112 thì con về đưa gì con được chứ con? Đó là cái duyên nó thuận như vậy, để rồi mình vào cái lớp học nó cho nó trọn vẹn, nó không còn lo lắng. Đã mình lập xong hết trong cái còn trình nhân quả. Còn một chuyện nữa là con hỏi dứt khoát luôn, con không muốn hỏi nhau nữa. Là chuyện này con chờ cái cách niệm thì con giải quyết bằng cái thi kiếm được rồi. Chỉ còn một chuyện là giống như ông anh con á, tại vì lúc trước ông không cho con biết thơ, nhưng mà hồi Tết ông gọi điện về, cái này con nói chuyện tôi vậy nè, nói về cái ảnh nghe vậy ảnh mừng á, ảnh lên mạng cũng liên lạc rồi đó, nhưng mà ảnh nghe ảnh mừng á, ảnh nói để ảnh gửi tiền về cho con mua máng, nghĩa là cũng vừa tại cái tâm ảnh tốt lắm. Rồi mà anh nói tới cuối tháng 2 nó mới đi làm, cuối tháng anh luôn rồi anh mới ấy, rồi giờ con sợ cuối tháng 2 anh gửi nữa rồi con luôn sa bu, đến giờ con không biết làm sao, con hỏi sư ông cho làm sao. Anh nói cuối tháng 2 anh mới lãnh lương rồi anh gửi gì cho con, mới qua Mỹ rồi mới vừa đi làm, mừng lắm gọi điện về cho con đầu tiên, anh nói em ráng đi anh sẽ hỗ trợ, giờ em chỉ có ăn xin thì xin gì anh cho hết, nhưng mà đợi em cuối tháng anh mới gửi, bây giờ con không biết làm sao nữa. Thôi cái tiền duyên là con không, bây giờ tới trình vô lúc tu rồi thì có ấy hình. Nếu mà anh gửi tiền thì sao chị ăn không? Thì bắt đầu bây giờ nó gửi tiền rồi thì con cứ con lãnh thôi, con để đó chứ bây giờ làm sao, cũng là động quá. Thì con cũng đang kẹt á, tự nhiên tới gọi điện về sắp tới cái nói vậy thì đợi anh đi cuối tháng anh mới lên cho anh gửi được nghe. Nói đợi không có đợi được đâu, anh tu mà, thôi để em hỏi chị ông coi. Thôi đừng có gửi, chứ gửi để động lắm. Nó khó lắm, gửi mà trong ba mẹ phải về lãnh, con không về rồi ba mẹ con về. Cũng động nữa, đi ra tu vô mà áp dụng tu rồi đi ra nó thôi, chờ tu rồi xong rồi ta rồi muốn gửi như nó gửi nữa, chứ bây giờ con gửi ra để không có ba cái dịch vụ này nó nào cũng bận tâm. Dạ con muốn không có dính líu gì, nó cứ đồ lại con muốn quăng hết rồi đó, nhưng mà con quăng á thì con thấy giống như người ta không có pháp á, người ta cũng khổ quá mà mình cho người ta mình vớt được một phần đó, nhưng mà rồi con thấy cũng không cứu được ai nữa hết, cũng chỉ cứu người ta được một cái hạnh phúc tạm thời thôi, em ngồi phút nào thôi. Nếu như bé nó không hiểu rồi con đưa dĩa cho ông, giờ nó nghe mấy ngày nay nó nghe mấy dĩa cho thì nó đỡ rồi đó, nó cũng nhờ nghe dĩa đó cho chứ không mà cũng kẹt cứng á, mà con thì không có khả năng nói như thế không, cho nên con cứ ai đụng ai mà có chuyện gì con cứ kè dĩa ra thôi. Giờ con cũng không biết là mình làm đúng hay sai, nhưng mà con thì cũng có chịu nổi chứ cái cảm khổ cái gì khác. Bây giờ mình nói thì nó thì khi mình sợ là nói thì là... Dạ đúng rồi, con thì chưa có mất tâm, mình không có biết chuyện đâu hết á, không biết mình nói thế nào, đem phẩm nghiệm thế nào là nhân quả giả nữa, thành ra sợ lắm, cho nên cứ đưa dĩa với ông là an toàn nhất. Rồi thì ông nói là thấm đầu thấm nhân viên cái đoàn thấm con, nhưng mà vì cái đó mà con mới phải chạy về thành phố con lấy cái máy sách tay con xuống, con mới xem dĩa phụ chứ thằng chí chứ chú xe cũng không nổi, chúng em 800 dĩa mà cũng không chưa. Rồi giờ con thấy vậy gì mà con lại có ấy là biết cổ hết á, là con cứ chỉ là hát cho cổ hết con dĩ giống như là làm hát con hướng dẫn đó con. Dạ con cứ hướng dẫn, con cứ bỏ ra một nhà con hướng dẫn cũng hết con rồi. Lúc đó con nghĩ mình phải chuẩn bị củi lửa hết rồi mình vô mình mới yên, chứ còn ngồi giống như trong nó có đống rác mà không quét á, rồi để đó nhìn đống rác cũng ngứa mắt mà cũng không có tu được đâu, mình phải quét cho nó sạch. Con khóa cái động tác chuyển rác thành hoa lắm nè, con làm hoài à,
Nhưng mà hiện giờ con không tâm, nhưng mà con xin sư ông là cho con sư thư con giữ lý cho nó nhé. Thì bây giờ còn hơn 2 tuần nữa mà thầy sắp xếp cho từ đây tới đó mà thầy kiểm được, mà thầy sắp xếp lớp được là một điều rất không có cực lắm. Thầy thấy cả một vấn đề khó chứ không dễ, vì cái trình độ nó chênh lệch nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà ai cũng muốn học cao chứ có ai muốn thấp, ai cũng muốn vô tu. Nhưng mà biết cái trình độ họ tu vậy họ ức chế, nhưng mà cho họ lại thì họ buồn. Mà cho không lên ai thì... ở lại chứ cứ để con ở lại, nhưng mà con sẽ tu âm thầm như sao chứ giờ. Con thấy giờ con sao cũng được, lúc nào giờ con cũng vui vẻ hết. Nhưng mà có điều là con còn chuyện con làm, con cứ xin sư ông cho con làm, con muốn bỏ gì. Thì đâu bây giờ thì con cứ làm, rồi chừng nào mà có đủ cái điều kiện mà cần thiết để tu đi sâu hơn nữa thì nó phải độc cư 100%, mà không làm sao cách nào khác hơn được. Hay là giờ con độc cư luôn đi, xem con bỏ hết cho em thấy sao, cho em nhìn thì con, bây giờ thì con bây... mắt tâm lên nhìn con không bây giờ nó thầy sắp xếp lớp cho mấy con, là tại vì thầy sắp xếp trong đó nó không phải dạy một người mà nó có được một số người để dẫn dắt họ đi tới nơi tới chốn, còn một số người thì phải loại ra chứ không thể nào hơn được. Bởi vì dù sao cái trình độ nó phải có gì có khác chứ không thể nào nó đồng đều một lượt được. Dù họ có muốn nhưng mà cái khả năng của họ nó không thể làm được, không để tu được muốn nó như vậy. Nhưng mà khi mà muốn vậy thì họ bị ức chế, thì sợ nhất là ức chế. Nhưng mà cái trình độ mình nó chưa đủ để xả, mà mình cứ mình lo tu vậy là mình ức chế. Vì cái pháp mình bước đến cái lớp khác hơn một chút, nó không phải như ở cái lớp chính kiến mình còn tu tập cái này cái kia rồi được. Nhưng mà lên đây nó có cái khác rồi, mà lơ mơ thì mình bị ức chế. Đó, ví dụ như bây giờ thẳng như cái những cái số người mà có những cái tri kiến nó thông suốt, những cái lý đã hiểu biết thông suốt, đụng đâu họ tư duy cách thức là thấu triệt, thì mấy người này thì không có lo họ ức chế. Còn cái mà họ hiểu lơ mơ đó, họ cũng quán, nhưng mà quán cái niệm mà lơ mơ như vậy là họ sẽ dừng cái niệm nó đi, cái niệm nó bị ức chế. Cái mục đích của đạo Phật là bằng cái tri kiến giải thoát, bằng cái trí tuệ hiểu biết. Cho nên trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Mà tri kiến đó nó không có thông suốt thì cái giới luật này mà mình sống cho được đúng đó, thì mình bị ức chế. Còn mình hiểu thông suốt được thì cái giới luật này nó không bị ức chế. Nó khó chứ không phải nói, chứ không phải mình nói suông vậy được. Nó khó. Thì ông thấy con tu có tạo được không? Thì không có kịp. Bởi vì thầy sẽ cho mấy con vào dự vào cái lớp đó. Thầy bây giờ thầy không xác định, nhưng mà thầy đã biết mấy con tu được không? Đã biết rồi, nhưng mà điều kiện á là khi mà thầy cho vào cái lớp rồi bắt buộc phải cái độc cư như thế này. Mà nó còn cho phải cho con chỉ cho con chứ gì nó còn nhìn cho con thấy à, thì tức là những cái đó đều phải xả, cái đó đều phải xả. Tới chừng đó là thầy sắp xếp lớp rồi, bây giờ đó mà thầy nói là bây giờ lên phải giữ gìn như vậy đó để mà vào cái lớp này tu được, thì cái từ cái tri kiến đó phải ở trong cái lớp này phải tu như vậy vậy đó. À, thầy tới trong cái lớp đó rồi thầy sẽ nói đó, thầy nói bây giờ cái lớp này là cái số người này là để cho họ độc cư. Cô Út gõ cửa gì đi nữa không, thầy không có cho cô Út gõ cửa, không có cho đặng con không cứ... cảm ơn chưa. Thật ra thì con rất là thương Út Nhi, đến lúc này thì con cũng phải lo cho con. Cái gì mình đã tìm cách để cho cô Út của con công việc làm, thầy thấy gì thì thấy cô lo bên nước, thầy thấy cổ cực quá cho nên muốn chuyển cổ qua cái điều kiện làm chuyện khác cho nó nhẹ nhàng hơn, nhưng nó quen lắm. Còn nếu mà cái điều kiện đó mà làm cho cổ thấy cô thích được thì cổ nhẹ nhàng hơn. Nói rồi cổ thích lắm, cổ cười. Nó thì có thể con làm được. Con hỏi cổ trước rồi, cổ nếu mà cổ làm này là in nhãn gì thì không có gì được cái này làm dễ mà. Rồi bắt đầu nó cổ lại làm rồi, cổ lại phân phát rồi cho những người khác, cổ thấy cổ. Dạ, con thấy con vui là con cũng mừng là con chỉ còn đó muốn là làm sao con nói cô Út còn vui thì con muốn nó để mọi người cũng vui. Mấy nay con thấy cô cười với con vui lắm, thì con nghĩ là chắc là được đó, xong là con cũng yên tâm. Nói chung là chuyển dần đi đến mọi người thì vui, rồi chuyển dần đi đến cái lớp đầu cư thì cũng lo lắm rồi. Nhưng mà con chỉ sợ như là sao lỡ mà có trục trặc gì trên máy rồi cô chạy xuống có kêu con coi như là có cái gì đó thì thầy dặn cổ đó chạy đến trục trặc thì chạy ra chạy đến thầy. Bây giờ con cũng vậy thôi chứ giờ con cũng trình trước xem. Con cảm ơn xem.